Chào bạn Tào Tú, thì video chúng ta sẽ tiếp tục tới cái trò game này. Trò game này là Motocross, giống như là xe địa hình vậy. Thì bên Billboard 3D chúng ta cũng có cái trò game tương tự vậy. Đó là chúng ta sẽ đặt cái motor, cái nốt motor bạn phía trong cái đối tượng là cái bánh xe để nó đẩy cái chiếc xe chỉ về phía trước. Nhưng mà trong cái trò game này thấy có hơi khác biệt một tí là cái motor chúng ta không để trong cái chiếc xe bánh xe mà chúng ta để trong nhân vật chính á. Giống như người ta lập trình sẵn á cho chúng ta đơn giản á nên nó hơi khác so với Billboard 3D ha. Rồi ta sẽ mở cái mẫu này lên thì bạn sẽ thấy nó hơi kỳ kỳ một tí, nên ban đầu tôi cũng tưởng làm là cái động cơ ta gắn vô bánh xe, nhưng mà không phải, cái động cơ nó gắn vô nhân vật chính ta. Nhiệm vụ của ta chỉ là di chuyển nhân vật chính thôi, còn bánh xe tự động nó sẽ chuyển động theo. Rồi thì ban đầu bạn sẽ thấy là chơi game ta nè, nó không có di chuyển hay cái cảnh quay nó không di chuyển bằng không hết, chỉ là chứng tỏ là nhân vật chính đang di chuyển. Rồi trước tiên vô đây thì vừa nó cho bạn chơi thử chứ này, rồi anh thấy trên màn hình không, cái bánh chiếc xe ta với hai cái bánh xe trước sau, còn đây là cái mũi tên là di chuyển như phía trước nè, bây giờ đây là mũi tên di chuyển phía sau đó là phía trước. Tôi cảm thấy giống như là khi ta nhấn này thì cái bánh xe bên phía tay phải nè nó di chuyển theo hướng này, còn bên đây ta khi ta nhấn đây thì ngược lại bên đây nó di chuyển theo hướng này, như là có một bánh nó khi tôi nhấn như hướng nào đó, thì có một bánh nó sẽ mạnh hơn, mà đại khái gì có một bánh nó sẽ là cái động cơ á. Nhưng tôi nhấn như đây thì như là cái bánh bánh này, tôi nói không biết bạn hiểu không, để tôi lấy ví dụ ha. Giờ tôi nhấn cái nút này đi ha, nhấn nút về bên tay phải thì cái bánh bên tay phải này nó sẽ phát cái động cơ ra, nó kéo nguyên cái xe vậy. Còn ngược lại khi tôi nhấn cái nút bên tay trái nè thì sao bạn, thì nó cái động cơ cái bánh xe bên tay trái nó sẽ kéo đi hướng này đó. Tôi có cảm giác như vậy đó. À, không, mà nhìn kỹ để kỹ cái bánh xe bạn thấy thấy chưa nó. Rồi để tạo độ khó cho trò chơi, ví dụ như lên dốc nè, lên dốc thì sao bạn, thì chúng ta nên từ từ thôi, nhanh quá thì nó sẽ bị lật xe. Ví dụ thấy chưa, nhanh quá lật xe thì cái thằng xe mà nó đụng với cái nền màu vàng vàng, nền đất màu vàng vàng thì chúng ta sẽ thua đó, đại khái là gì. Nên những cái dốc á ta sẽ lên từ từ thôi, mà để cho trò chơi sau này nó khó bạn thì sao, thì tôi khuyên bạn là bạn sẽ để một cái kẻ thù đó ở phía sau để nó gượt chúng ta, ví dụ vậy. Thì chúng ta chạy chậm quá thì sao bạn, thì chúng ta chơi gian chạy chậm quá thì ta thua, ví dụ vậy. Rồi giờ thể phân tích trò chơi nào, trò chơi này thật ra nó cũng đơn giản đó bạn, tại vì cái người làm game này người ta lập trình sẵn những cái thuộc tính là chỉ cái việc chúng ta chọn thôi. Rồi đầu tiên thì trò game này là ta chọn thử đây cái nền đất này bạn, nền đất nè, thì cái nền đất này cái này trắng thôi, không có tiêu diệt kẻ thù, không có tiêu diệt nhân vật chính ta, nó có va chạm, nhưng mà cái thằng này nó phía dưới đất nè, nằm ngang nè, thì cái thằng này sao bạn, nó là kẻ thù ha, nó là cố định nè, rồi có va chạm và tiêu diệt nhân vật chính ta, nó cái nền đất không, nó cái nền đất hay là cái đối tượng đưa lên nè, quên đó, tôi chưa mà cho bạn xem không, đức như bạn xem rồi chưa, bây giờ thấy cái đường liên kết chưa, đây là cái liên kết giữa nhân vật chính với cái thân xe với hai cái bánh xe nè, nó chỉ vậy thôi, bạn kéo được cái thân xe ra hai hướng rồi. Và tới này bạn thấy không, đây tôi bật cái phần mà cái hình dáng va chạm cho bạn xem. Bây giờ khi va chạm với đối tượng ở dưới đây thì sẽ thua, để anh theo bạn nhìn thấy chữ Detroit Tractor không, quen rồi bạn chỉ cần chọn chặt chọn nó, và bạn nhìn qua tay phải thì bạn sẽ biết là đối tượng này có va chạm và nó sẽ tiêu diệt nhân vật chính ta nè. Tất cả những cái này đều là Detroit Tractor hết, nhân vật chính ta là cái thân xe nè, nếu chạm ở đây thì chúng ta sẽ thua, còn này là ăn điểm thì quá dễ rồi, khỏi nói rồi. Rồi còn lại cái điều quan trọng trong game này làm sao để điều khiển cái chiếc xe này di chuyển lên phải trái thôi, thì bạn sẽ để ý trên trên cái phần UI giao diện nè, nó sẽ có hai cái nút vào phải trái, hai nút này là bạn lôi từ trong trái sơ button là bạn lôi ra đây nè, và bạn sẽ chỉnh cái thuộc tính này là gì đây, thì chọn đây motor motor và motor spin CW, nghĩa là cái động cơ đẩy xoay cái bánh xe theo hướng bên tay phải hay là về phía trước gì đó đó. Lưu ý nhìn cái chữ này CW ha. Còn cái này thì cũng tương tự vậy, nhưng mà nó sẽ là tùy chọn bên dưới đây là motor spin CCW, nghĩa là kéo cái động cơ về phía tay trái, phân biệt hai cái ha, cái này là bên tay phải, này là bên tay trái CCW, rồi không có chọn lỗ ha, này là CCW còn này là CW, rồi thì chỉ vậy thôi bạn. Lúc đầu mới vào đây ta mới chỉnh lại cái nhân vật chính ta nè, như tôi nói bạn nãy bạn là cái nhân vật chính là cái thằng xe màu tím nè, nó sẽ kết nối với hai bánh xe bằng lôi cho kết nối thôi, lôi từ cái điểm này kết nối vào đây, và bạn sẽ thấy là bánh xe chúng ta hoàn toàn không có đặt cái động cơ gì hết, nó khác so với Billboard 3D ha. Nè tôi đút vô cái bánh xe nè, này mà thấy chưa, đút vô bánh xe hoàn toàn là nó chỉ có tính chất vật lý thôi, nhưng mà nó không không có va chạm,
không có tiêu diệt ai hết và cũng không có thêm bất kỳ thuộc tính nào trong đây hết. Thấy chưa? Giờ tôi đang chọn bánh xe nè, nghĩa là cái động cơ nó không có gắn ở đây, nó khác với bot 3D ha. Bot 3D cái phần thuộc tính nó thế nào, cái phần nốt nó phải thêm cái phần động cơ, động cơ để nó đẩy nguyên người nguyên chiếc xe đi. Còn trong cái bot lái xe này hoàn toàn không có. Thì cái phần thuộc tính muốn di chuyển được đó, thì nó lại phụ thuộc vô thằng tractor. Cái nào thằng tractor thì bạn thấy là khiến ta di chuyển nãy nó quanh tay phải tay trái đó bạn thấy không, hai cái mũi tên qua phải trái để di chuyển cái nhân vật chúng ta qua phải trái đó, thì nó sẽ phụ thuộc vô cái thuộc tính nào bạn, phụ thuộc vô cái thuộc tính này đó là led lên fork nè, nó cái lực đẩy qua bên tay trái lực đẩy qua phải nó chỉ phụ thuộc vô hai tham số này đúng không. Không không tên thì ta sẽ để con số này bằng không nè, này bằng không là ta lít thì bạn cho xem nó sẽ không đi đâu. Ý nó cũng đi kìa, không biết tôi có lộn gì không. Nó đi sao không biết sao kỳ á, thử đây. Chứ đúng ra khi ta chỉnh cái lực đó bằng không thì nó đâu có lực nó kéo đâu ta, không biết nó coi game nó có là bị cái gì không, nó vẫn đi bình thường tao không biết sao nữa. Đúng là cái lực di chuyển qua trái lực di chuyển qua phải nè, cái này mặc định nó là 40 mà cần tôi xét qua lại nó. Chứ trong này để tôi thử xem thử nó có thuộc tính gì để nó làm cho nhân vật chúng ta di chuyển không ạ. Cái nhân vật chúng ta là cái màu tím nè, hình dung màu tím đó, đây là cái tốc độ di chuyển nè, thử thử cái chỉnh này về bằng không thử đây. Này đang là 81 ha, không nhân vật di chuyển bình thường ha, cái di chuyển bình thường thì là cái đó là cái tốc tốc độ điều khiển thì ta chạm lên hình cảm ứng thôi, nên cái này không ảnh hưởng ha. Rồi ta coi thử từ trên dưới là tất cả đều bằng không hết, bữa nào không có lực nhảy không dịch mà chỉ có thằng lực này như trái phải thì nó 40 thôi. Đây lực ma sát, này là lực cản xoay, nó hoàn toàn không có thêm cái thành phần nào trong các phone anh mà, nên tôi không biết là cái này nó do đâu mà nó kéo cái lực nó, giống như là người ta lập trình sẵn cái tham số mà người ta ẩn ẩn cái tham số thuộc tính nó đi rồi. Nó ban đầu tôi cứ tưởng là cái led này led, tại vì cái game trước có cái game mà chúng ta tìm hiểu là làm cho cái đối tượng ta di chuyển qua trái phải dựa trên cái lực này, nghĩa là bình thường mà bình thường những cái game trước mà chúng ta học á là làm cho cái đối tượng ta di chuyển qua trái phải á, thì bạn chỉnh cái tùy chọn này nè, thì chọn là move move right, ví dụ qua phải này là move right, còn qua trái này thì bạn chọn là move left đó. Thì khi mà ta chỉnh cái thuộc tính năng này thuộc tính này thì trong phần giao diện chính đó thì để chỉnh được cái lực nó bao nhiêu thì chúng ta sẽ làm gì bạn, ta sẽ chỉnh cái lực này nè như nãy ta nói bạn, lực này nè left nè right nè đó. Nhưng mà trong trường hợp này là cái motor ha, cái motor của trò game thì tao không biết chỉnh ở đâu, nó không có để cái tham số cho chúng ta chỉnh, bạn thấy không rõ ràng không đó. Nên tôi không biết nữa. Đó là giá trị mặc định của phần mềm này, của cái trò game mình ta lập trình rồi, ta để sẵn là motor nè, nhưng là motor này cứ biết là đụng chạm như nó thì nó di chuyển qua tay trái này, đây là trái, còn chạm nó di chuyển qua tay phải thôi đó, không cần làm gì hết, người ta đã làm sẵn hết rồi. Ok ha, mặc dù tôi giả sử tôi để cái tham số này là không thử không nếu mà nhìn kỹ không ha, nó không đây. Giờ tôi sẽ chơi thử lại này. Reset data này nè, đây nhân vật dẫn chiếc xe vẫn chạy bình thường mà nó di chuyển hơi nhanh hơn cái gì. Đây tôi cho lại con số 40 coi. Rồi là cơ bản, nhưng mà cơ bản bạn cũng hiểu được cái quy tắc để làm nên trò chơi ha. Bây giờ nó không, cái tham số đó thật ra nó không ảnh hưởng gì đến cái motor, motor là một cái gì khác hay gì. Rồi là cơ bản là cái trò chơi này sử dụng cái motor, nhà bạn phải liên kết nhân vật chính với hai cái bánh xe. Rồi sau đó là bạn sử dụng cái UI nó là cái motor, chứ quan trọng là những cái điều đó thôi, CC CW các bạn ha. Còn cái sau là motor nè, là CCW để ta điều khiển nhân vật chính ta. Và nhân vật chính ta quên đó, nếu mà đụng cái phần nhân vật chính các bạn, nếu mà đụng cái nền đất này nè, cái nền ngang ha, thì sao bạn sẽ phá hủy nhân vật chính ta, như là màu tím đụng với màu cam á nè thì nó sẽ thua. Này tôi sẽ làm cho thua thử nè, chạy thiệt là nhanh cho nó ngã ra sao nè, thì sao nó không ngã ta. Cố lên cố lên cố lên, sao nó không ngã luôn á, nó thấy chưa, nó ngã rồi đó. Thì nó đụng cái nền đất thì nó sẽ thua. Rồi ta kết thúc video này bạn ha, trò game này cũng tương đối là hay. Rồi rồi sau ta sẽ tới cái mẫu game tiếp theo là cái gì đây, chúng ta tới hơn, chúng ta đang hơn được nửa đường đó bạn, thấy chưa, thấy cái chấm nó gần tới cuối nè, gắn lên. Rồi sau ta tới cái trò pinball này, xưa ta chơi nhiều lắm rồi bạn hồi nhỏ. Rồi video sau ta tới trò game này đi. À, tôi Tú đang dẫn các bạn trên web là www.fantu.com. Hẹn gặp lại các bạn.